Chương 2. Khối tròn xoay. Ở trong chương trình thì chúng ta sẽ học về ba khối tròn xoay. Đó là bao gồm khối nón, khối trụ và khối cầu. Thì sao nó lại là một cái khối tròn xoay rất là đơn giản này thôi? Ví dụ nhá, em có một cái tam giác vuông như thế này. Và bây giờ nếu mà chúng ta lấy cái tam giác vuông này, chúng ta quay nó quanh cái cạnh này, thì chúng ta sẽ thu được cái gì? Đấy, em lấy cái này em quay tròn, em sẽ thu được một khối nó sẽ như này. Đó, và nó là khối nón, đúng không? Tương tự như vậy, nếu em có một cái hình chữ nhật như thế này, em lại lấy nó, em quay tròn, thì nó tạo ra khối gì? À, em quay tròn cái hình chữ nhật này thì nó sẽ tạo ra khối trụ. Và tương tự như vậy, nếu em có một nửa đường tròn như này, em quay tròn, nó tạo ra không phải hình tròn, nó tạo ra khối cầu. Được chưa? Thì đây nó gọi là khối tròn xoay. Thế thì chúng ta sẽ tìm hiểu cả ba bài này luôn. Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về khối nón. Bài số 1. Mặt nón. Khối nón. Nội dung đầu tiên mình sẽ tìm hiểu về công thức cũng như là những cái đại lượng đặc trưng của cái hình nón, nó sẽ là nó bao gồm những yếu tố gì nhá. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói về công thức. Công thức và các đại lượng đặc trưng. Công thức và các đại lượng đặc trưng. Thúy đâu nhỉ? Sao? Ở đây chúng ta có một cái nón mọi người nhé. Đây là nón. Hình nón thì đáy của nó là một đường gì? Đường tròn, đúng không? Cái đây được gọi là trục của hình nón, trục của đường tròn đáy. Chúng ta nối vào, chúng ta nối vào thì chúng ta thu được một hình nón. Và trong hình nón thì nó sẽ có những cái đại lượng gì? Đại lượng đầu tiên đó là cái cạnh bên này, người ta gọi nó là đường sinh. Và người ta ký hiệu nó là L. Đường sinh. Sinh, SC. Not XC. Chính xác, xinh đẹp. Đây là chiều cao là H. Và đây là bán kính là R. Vậy lý do tại sao người ta gọi nó là đường sinh? Đúng theo cái tính chất của nó là sinh đẻ. Đường sinh, chúng ta quay đường sinh này thì nó sẽ sinh ra hình nón. Đấy, chúng ta quay ra đường sinh này thì nó sẽ đẻ ra hình nón. Đấy, kiểu thế. Thì nó gọi là đường sinh. Được chưa? Đường sinh, chiều cao bán gì? Bán kính. Và chúng ta có thể dễ thấy ba cái đại lượng này nó có mối liên hệ gì với nhau không? Pythagore nha. Cái mối liên hệ đầu tiên của ba cái đại lượng này nó chính là mối liên hệ Pythagore.
R bình cộng H bình thì bằng L bình. Như vậy trong bài tập ấy thì người ta sẽ cho em hai đại lượng và em sẽ đi tính cái đại lượng còn lại dựa trên Pythagore. Ở công thức thì chúng ta sẽ có công thức gì? Công thức đầu tiên đó là diện tích xung quanh của hình nón. Diện tích xung quanh đó là PLL. PLL. Đây là diện tích xung quanh. Thứ hai đó là diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần của hình nón sẽ được tính như thế nào? Nó là diện tích của bề mặt xung quanh và cộng thêm diện tích đáy thôi, thì nó sẽ sinh ra diện tích toàn phần. Nó sẽ bằng diện tích xung quanh cộng với cả diện tích đáy. Và chẳng qua nó sẽ là PLL và cộng thêm với cả PL bình phương. Và công thức tiếp theo đó là công thức về thể tích. Thể tích của hình nón được tính theo công thức thể tích của hình chóp, tức là 1/3 chiều cao nhân với diện tích đáy. Trong đó diện tích của hình tròn là pi r bình phương. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu tất cả những cái yếu tố đại lượng đặc trưng cũng như là những cái công thức ở trong hình nón. Và với những cái này chúng ta có thể làm được dạng bài tập số 1. Phần này nói chung thì nó khá là dễ, nên là thầy cũng chỉ làm 1-2 bài thôi. Còn lại thì mọi người sẽ làm, thầy sẽ không làm hết. Thầy sẽ bắt đầu từ câu 3. Cho thầy xin câu 3. Oanh ơi, câu 3 chưa? Cho hình nón có chiều cao bằng 24, đường sinh bằng 26, tính thể tích. Vậy thể tích thì phải chiều cao và diện tích đáy đúng không? Chiều cao có rồi, bây giờ thiếu diện tích đáy. Muốn tính diện tích đáy thì phải có bán kính. Vậy có đường sinh, có chiều cao và tính được bán kính không? Có, đúng rồi, chính xác. Bán kính sẽ bằng căn của L bình trừ H bình theo Pythagore. Em thay số đi. Chốt kết quả bao nhiêu em? Bằng 10. Đến em chốt về được không? Em chốt luôn về nhá. 1/3 chiều cao là 24 nhân PR bình phương bằng. Bao nhiêu nào? Ồ nhầm đi, bấm làm gì? 800 pi. Bấm máy tính chỉ làm cho các em mất thời gian thôi. Tiếp tục nhỉ. Cho thầy câu khác nào. Cho thầy câu 5 nào. Đọc nào. Nếu tăng bán kính lên 4 lần và giảm chiều cao đi 8 lần thì thể tích sẽ thay đổi như thế nào? Chẳng qua bây giờ nó chỉ là cái việc mình sẽ so sánh thể tích mới so với thể tích cũ thôi. Vậy để so sánh thầy đặt tỷ lệ được không? Thầy đặt tỷ lệ nhá. Ở đây em sẽ thấy là V ban đầu, còn V phẩy sẽ là V mới. Và bây giờ mình tính này. V ban đầu sẽ là 1/3 chiều cao nhân diện tích đáy. Đây là V ban đầu. Thế bây giờ mình sẽ nói về V mới. Chiều cao mới sẽ làm sao các em? Chiều cao mới giảm 8 lần, tức là chiều cao mới sẽ là H chia 8. Bán kính mới tăng
4 lần, vậy nó sẽ là 4 error tất cả bình gì? Bình phương. Đến đây nhá. Em có thấy H về H triệt tiêu không? Em có thấy R bình với R bình triệt tiêu không? Vậy tỷ lệ của em còn gì? À, tỷ lệ của em 1/3 hết. Vậy tỷ lệ của em chỉ còn 4 bình là 16 và 16 chia 8 là còn gì? Còn 2. Vậy mẫu sẽ là 2, còn tử sẽ là 1. Vậy ở đây chúng ta thấy là cái thể tích ban đầu so với thể tích mới là 1/2. Vậy thì tăng hay là giảm? Tăng và tăng 2 lần. Đúng rồi. Dễ không? Quá dễ. Cho thầy câu 7 nào. Em đọc câu 7 chưa? Cho hình nón biết góc ở đỉnh bằng 60 độ, diện tích xung quanh bằng 6πa bình, yêu cầu tính thể tích. Nào, em ơi, góc ở đỉnh của hình nón, chỉ cần nghĩ thôi chúng ta cũng biết góc ở đỉnh của hình nón là góc như thế nào rồi. Biết không? Góc ở đỉnh của hình nón là góc được tạo bởi hai đường sinh, nhưng nó có hai cái điểm kia nó phải đi qua bán gì? À, đi qua tâm, đúng không? Đấy, như vậy góc ở đỉnh nó phải là cái góc lớn ở cái vị trí này. Và đây chính là góc ở đỉnh. Thế bây giờ mình cùng nhìn lại một chút nhé. Ở trong cái tam giác này của em ấy, nó có góc này 60 độ. Nhưng tam giác này lại là tam giác rơi vào trạng thái gì? Cân. Vậy cuối cùng nó sẽ là tam giác đều. Thế thì có thấy là tam giác này đều thì cái đường sinh này nó chính bằng đường kính không? Hay còn gọi là đường sinh này chính bằng 2R. Đúng không? À, như vậy trong trường này chúng ta có thể nhận ra là với cái góc ở đỉnh bằng 60 độ thì chúng ta sẽ suy luận được đường sinh sẽ bằng 2 lần bán kính. Vậy chúng ta thiết lập lại một chút về cái diện tích xung quanh mọi người nhé. Diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh đề bài theo công thức nó sẽ là PRL. Thế nhưng mà đề bài người ta lại cho em cái diện tích này nó là 6πa bình. Nhưng mặt khác ấy, thì mình lại chuyển được cái L này theo 2R. Như vậy đây nó sẽ là PR nhân với 2R. Vậy triệt tiêu các thứ các kiểu, cuối cùng mình còn cái gì? À, triệt tiêu các thứ các kiểu mình còn R bình bằng 6 bằng 3A bình. Vậy từ đây em có thể suy ra được R bằng căn 3A. Được không? R căn 3A. Bây giờ em muốn tính thể tích thì em phải tính được nốt chiều cao. Thế thì dễ rồi. Cái gì dễ ạ? Cái R này của em bằng căn 3A. Vậy cái L thì nó gấp đôi lên thì nó sẽ là 2 căn 3A. Vậy đến đây rồi sao? Em tính được chiều cao không? Pythagore. Hoặc có thể nhớ nhanh, chiều cao của tam giác đều là căn 3 trên 2 nhân gì? Nhân cạnh, đúng không? Đấy, tùy em. Rồi, như vậy em có thể tính Pythagore cũng được. L sẽ bằng 2 căn 3A. Vậy từ đây em có thể tìm được H bằng căn của L bình trừ R bình. Nhẩm thôi nhé. 12 mà trừ đi 3 là còn 9. Căn 9 là 3. Và đây em chốt thể tích. Chiều cao nhân diện tích đáy. Rút gọn thì nó sẽ là 3πa mũ 3. Thế thôi chứ gì. Vậy đây là chúng ta đang làm về những cái công thức, đúng không? Hoàn toàn rất là đơn giản.
Các em có thể làm hết từ 1 đến 9. Bắt tay vào làm. Các bạn có 5 phút, 7 phút. Chưa làm được câu 9 thầy hỗ trợ này. Em hiểu là em có một cái tam giác thế này đúng không? Em có góc B của em là bằng 45 độ này. Em có góc C của em là bằng 30 độ này. Và cạnh này là căn 2 trên 2 này. Thế vậy em phải quay cái tam giác này xung quanh cạnh BC, tức là nó sẽ quay tròn quanh cạnh BC. Vậy nó quay tròn thì bây giờ nó sẽ tạo ra cái gì? Nó quay tròn thì nó sẽ tạo ra cái hình như thế này này em. Và cái hình này của em bản chất nó chính là hai cái hình nón úp vào nhau. Và thầy tạm gọi đây là vị trí điểm H. Bây giờ em muốn tính thể tích thì em tính thể tích của hai cái nón, sau đó em cộng lại với nhau thôi. Và quả thực thì cái nhiệm vụ tính nó khá là đơn giản. Thứ nhất là hai cái hình nón này nó chung cái đáy. Như vậy cái bán kính chung của mình chính là thằng A gì? AH. Nhưng mà trước tiên mình có thấy là cái tam giác ABH nó là tam giác vuông cân không? Bởi vì góc 45 gì? 45 độ. Thế thì mình sẽ có được ngay AH và BH hiển nhiên nó bằng nhau. Và lý do nó bằng nhau vì tam giác vuông cân. Thế làm sao để tính được? Trong tam giác vuông cân thì cạnh huyền sẽ bằng cạnh nhân với căn 2. Vậy thì mỗi một cạnh này sẽ bằng cạnh huyền chia cho căn 2. Vậy căn 2 trên 2 mà chia căn 2 thì được 1 phần gì? 1 phần 2. Vậy em có đây là 1 phần 2. Em có đây là 1 phần 2. Vậy em giải quyết xong được cái nón đầu tiên về cả chiều cao và bán kính. Vậy em tính nốt thằng C gì thôi? CH là em ra chiều cao của thằng nón thứ hai. Cái CH thì mình lại xét trong tam giác vuông bên này được không? À, CH bằng gì? Tang là bằng đối trên kề. Vậy đối thì sẽ bằng kề chia tang, tức là bằng AH chia tang 30. Em lấy 1 phần 2 em chia cho tang 30. À, nó ra căn 3 trên 2. Vậy đến đây em chốt thể tích 1 phần 3 pi. Chiều cao ban đầu là 1 phần 2 nhân với diện tích đáy. 1 phần pi có rồi, 1 phần 2 bình phương. Thôi viết luôn 1 phần 2 bình là 1 phần 4 đi, cho nó đỡ nhau quê. Chiều cao thứ hai là căn 3 trên 2 nhân với diện tích đáy 1 phần 4. Vậy đến đây em nhóm lại. 1 phần 3, 1 phần 4 là 1 phần 12, 1 phần 12 nhân thêm 2 là 1 phần 24. Vậy nhóm hết lại thì nó sẽ là 1 cộng căn 3 pi và chia cho 24. Được không? Ok nhá. Như vậy các đại lượng cũng như là các công thức mình đã nắm được rồi. Vậy mình sẽ chuyển qua cái phần tính toán tiếp theo. Thế thôi nhỉ. Nội dung thứ hai chúng ta sẽ nói về thiết diện. Trong cái nội dung chương trình bài tập các thứ thì chúng ta sẽ nghiên cứu về ba loại thiết diện. Thiết diện thứ nhất đó là thiết diện qua trục. Thiết diện đầu tiên đó là thiết diện qua trục. Thiết diện qua trục tức là như nào? Em có một cái hình nón như thế này. Em có một cái hình nón. Thầy tạm gọi là F, A và B. Thì ở trong nón quan trọng nhất vẫn là các yếu tố chiều cao, bán kính và đường sinh thôi. Thế vậy em có một cái nón. Bây giờ em sẽ cắt nó bởi một mặt phẳng đi qua trục. Tức là như cắt như nào? Em có một cái hình nón và em cắt bởi mặt phẳng đi qua trục. Tức là cắt như nào? Cắt ở chính giữa đúng không? Có đúng mặt phẳng đi qua trục thì em sẽ cắt hình nón ở chính giữa không? Vậy em cắt đôi cái hình nón này ở chính giữa thì cái bề mặt mà em sẽ nhìn thấy nó là phần nào? Nó chính là một tam giác. Và cụ thể ở trên hình này nó sẽ là tam giác gì?
tam giác cân và tên của nó là tam giác SAB, đúng không? Như vậy thiết diện qua trục chính là tam giác ở giữa và nó chính là tam giác SAB. Và trong tam giác SAB này nó có hiện hữu đầy đủ mọi yếu tố của hình nón không? Có bao gồm đường sinh, chiều cao và bán kính luôn, đúng không? Vậy thiết diện qua trục nó chính là cái tam giác SAB. Và bản thân cái tam giác này nó là cái tam giác có đầy đủ chiều cao, đường sinh và bán kính. Vậy trong lúc mà mình làm bài ấy, thì người ta cho thiết diện qua trục ấy, em không cần phải vẽ nón mà em chỉ cần vẽ tam giác. Và trong tam giác này nó sẽ đầy đủ mọi thứ, được chưa? Đấy là cái vấn đề đầu tiên. Và cái này là cái loại dễ nhất, không có gì đáng nói. Cái loại thứ hai đó là thiết diện song song với đáy. Thiết diện song song với đáy. Em lại có một cái hình nón, nhưng lúc này em sẽ cắt nó bởi một cái mặt phẳng song song với đáy. Vậy lúc mà em cắt như thế này thì cái bề mặt em nhìn thấy nó sẽ là cái gì? Cắt, nó sẽ là một hình tròn, đúng không? Em cắt nó bởi mặt phẳng song song với đáy, nó sẽ cho ra thiết diện là một hình tròn. Và rồi sao? Nếu em cắt rồi em gỡ ra, em gỡ ra thì các bạn em sẽ được một cái nón nhỏ ở bên trên không? Và phần ở bên dưới sẽ là nón gì? Nón cụt. Nón cụt. Đấy. Nón cụt nó giống hình một cái chậu úp ngược, cái xô úp ngược. À, đây có phải cái xô úp ngược không? Thế thì đối với cái phần thiết diện song song này mình sẽ có những cái vấn đề gì? Em sinh ra một cái hình nón mới mà. Và cái hình nón mới này nó sẽ có chiều cao mới, nó sẽ có bán kính mới và nó sẽ có đường sinh mới. Vậy tất cả những đại lượng này nó liên quan gì với nhau không? À đúng rồi, tất cả những cái đại lượng này nó tỷ lệ bằng nhau hết, nó theo tỷ lệ Talet. Vậy chúng ta có L phẩy trên L bằng R phẩy trên R và bằng H phẩy trên H. Tiếp tục, thầy sẽ có một câu hỏi nữa. Ở phần này thì người ta sẽ ra những cái dạng bài tập liên quan việc là so sánh tỷ lệ thể tích. Vậy cho thầy hỏi là cái thể tích của cái nón trên so với thể tích của nón to sẽ được tính theo tỷ lệ như nào? Chúng ta có biết được không? Tỷ lệ, tỷ lệ thể tích nó sẽ là gì? À, dễ thấy ấy. Thể tích trên sẽ bằng 1/3 chiều cao mới nhân với bán kính mới bình phương. Thế còn thể tích dưới thì nó sẽ là chiều cao nhân bán kính cũ. Bây giờ mình có phải là mình sẽ triệt tiêu được rất là nhiều những cái đối tượng là 1/3 và pi đi không? Vậy tỷ lệ nó chỉ còn gì thôi? À, tỷ lệ nó sẽ còn H phẩy trên H, R phẩy bình trên R bình, hay tức là R phẩy trên R. Tất cả bình gì? Bình phương, như này được không? Thế nhưng cái vấn đề nó lại là gì? Đó là những cái tỷ số này nó lại bằng nhau. Vậy tỷ số nó bằng nhau thì bây giờ mình gộp nó thành một tỷ số được không? Được. Cái tỷ số này và cái tỷ số này là bằng nhau. Vậy thầy có thể đổi H phẩy trên H thành R phẩy trên R. Vậy chung quy lại cái tỷ số này nó thành gì nhỉ? À, nó sẽ là R phẩy trên R mũ mấy? Mũ 3, đó. Và tất nhiên nó cũng là H phẩy trên H mũ 3. Và tất nhiên nó cũng sẽ là L phẩy trên L mũ 3. Nhưng
Như vậy sau này muốn so sánh tỷ lệ, người ta sẽ không đi tính nữa, mà người ta sẽ so sánh bằng tỷ lệ một trong ba cái mũ gì lên, mũ ba, và nó bằng nhau hết. Thì đây là tiết diện song song với đại. Có một vài bài toán hơi khó một chút, nó sẽ sử dụng những cái này. Và cái loại tiết diện cuối cùng đó là tiết diện qua đỉnh. Bên kia là qua trục, tức là ở chính giữa. Bây giờ là qua đỉnh, tức là như nào? Qua đỉnh tức là như này. Nào, bây giờ nhá, thầy sẽ dùng một cái mặt phẳng đi qua đỉnh F, cắt cái hình nón này. Em thử hình dung cho cái việc cắt đi. Lúc này chúng ta cắt đi qua đỉnh F, nhưng chúng ta không cắt qua trục, mà chúng ta chỉ cắt qua F thôi. Vậy chúng ta cắt thì cái bề mặt mà chúng ta sẽ cắt được nó sẽ là hình gì? Một cái hình nón chúng ta cắt qua đỉnh, nó cũng vẫn sẽ là một tam gì thôi, tam giác thôi, nó sẽ là hình như này này. Đây có phải là em sẽ cắt cái hình nón này bởi mặt phẳng đi qua đỉnh S thì nó sẽ ra như này không? Đấy, em chỉ cần hình dung thôi là nó sẽ ra cái hình này. Cắt đấy, đúng không? Tưởng tượng thôi là chúng ta đã thấy rồi. Còn nếu chúng ta muốn rõ hơn, chúng ta về lấy cái nón xong chúng ta cắt, xong ngày mai chúng ta bị ăn đòn. Rồi, vậy tại sao cái hình này thầy lại vẽ to thế? Bởi vì trong cái phần này nó lại sinh ra cái số lượng bài tập nhiều nhất, và nó sẽ hơi khó một tí. Tuy nhiên thì nó cũng chính là cái phần khá là đơn giản nếu mà chúng ta nói về phần hình không gian. Thì đây mọi người quan sát cái này một chút nhé. Mọi người sẽ thấy một cái hình chóp, đó là S, O, A, B, đúng không? Và hình chóp này nó là một hình chóp có chiều cao là S, O. Đáy là tam giác O, A, B. Và tam giác này thậm chí nó là tam giác gì? Cân tại O, được không? Tam giác cân tại O. Vậy ở đây nó sẽ có những cái câu hỏi cũng như là bài tập gì? Người ta sẽ hỏi một trong những cái yếu tố sau đây mà thầy sẽ liệt kê này. Thứ nhất, đó là góc giữa mặt phẳng SAB và đáy. Em có biết cái góc này không? Góc giữa SAB và đáy. Đấy. Bình thường khi mà làm về những bài toán này ấy, thầy không bao giờ vẽ nón ra đâu, mà thầy vẽ mỗi cái hình chóp này ra là nó đã có đủ rồi. Tại sao lại đủ? Tại sao lại đủ? Các bạn biết không? Tại vì đây, nếu mà thầy chỉ vẽ cái hình chóp này ra thì đây chính là bán gì? Đây chính là chiều cao, và đây chính là đường sinh, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Không cần phải vẽ nón mà vẽ đúng hình chóp này ra cũng đã đủ rồi. Thế thì cái góc giữa SAB và đáy là cái góc được xác định như nào nhỉ? Nó khá là quen thuộc trong hình không gian nhỉ? Đầu tiên là từ O kẻ vuông góc xuống AB nhưng mà sẽ vuông đúng tại trung điểm. Như vậy cái góc của mình chính là góc SMO, đúng không? SMO. Đấy sẽ là một trong những cái người ta sẽ hỏi em. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai người ta có thể hỏi em góc giữa SO và mặt phẳng SAB. Góc giữa SO và mặt phẳng SAB nó là góc nào nhỉ? Chỉ cần nhìn thôi là chúng ta cũng đã biết được. Góc nào rồi? Chính là góc OSM. OSM. Đây là cái người ta có thể hỏi thứ hai. Và một cái nữa người ta có thể hỏi thứ ba, đó là khoảng cách từ O đến mặt phẳng SAB. Em biết cái khoảng cách này không? Khoảng cách từ O đến mặt phẳng SAB kẻ như nào nhỉ? Còn nhớ không?
À, đó là từ O kẻ vuông góc lên SM và nó chính là OH. Như vậy, đây sẽ là những cái đối tượng mà người ta sẽ hỏi em. Và em có thể căn cứ vào đây em trả lời. Vậy, nếu người ta hỏi cái này thì sao? Đó là diện tích của tam giác SAB. Em biết không? Diện tích tam giác SAB 1/2 chiều cao nhân đáy. Thế nhưng mà nó lại rất là hay là em nhìn thấy cái cạnh OM nó vuông góc với AB không? Em nhìn thấy cái cạnh SO nó cũng vuông góc AB không? Vậy chứng tỏ AB sẽ vuông góc với mặt nào? SOM, và tức là AB sẽ vuông góc với S gì? SM. Vậy bản chất cái điểm M trung điểm này nó cũng chính là đóng vai trò là đường gì? Đường cao, và nó chính là 1/2 SM nhân AB. Đấy. Như vậy bài tập các thứ của mình thì nó cũng thế thôi, đến đây thôi. Rồi mọi người ghi chép lại, sau đó thầy sẽ làm một số những câu hỏi cho các bạn nhé. Câu hỏi đầu tiên nhé. Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều có cạnh là 1. Vậy với cái này thì chúng ta cũng chỉ cần vẽ đúng cái thiết diện qua trục là tam giác đều thôi. Và tam giác đều mà có cạnh là 1 ấy, thì người ta yêu cầu là tìm chiều cao, và chiều cao của nó chính là gì nhỉ? À đúng rồi, chiều cao của nó chính là đường trung tuyến. Và cái kết quả của nó chính là căn 3/2. Hết chưa? Hết luôn, đáp án gì luôn? D luôn. Được không? Được, đúng không? Đó. Rồi, như vậy cái này thì cái nội dung về thiết diện qua trục này thì thầy sẽ hỗ trợ thêm các bạn một câu nữa nào, để thầy xem có cái câu nào được các bạn làm. Chẳng hạn như là câu 12 xem nào. Đấy, các bạn nhìn câu 12 ha. Các bạn đọc câu 12 chưa? Đọc câu 12. Cho hình nón có góc giữa đường sinh và đáy bằng 60 độ. Cái góc giữa đường sinh và đáy ai chả biết. Góc giữa đường sinh và đáy, nếu mà nói ở trong hình không gian ấy, thì nó có phải là góc giữa cạnh bên và đáy không? À như vậy, nếu mà chúng ta nói ở trong cái hình này, chúng ta có thể thấy cái góc giữa đường sinh và đáy chính là góc nào các em? Đường sinh và đáy chính là góc SBO hoặc SAO. Vậy chúng ta sẽ có cái góc này là góc 60 độ. Rồi, tiếp tục em này. Nhưng mà cái thiết diện qua trục của mình trong trường này nó lại là tam giác gì ạ? Tam giác RAB. Mà tam giác RAB đã là tam giác gì rồi? Tam giác cân. Tam giác cân mà lại có thêm một góc 60 độ nữa. Vậy thì tam giác RAB vẫn là tam giác đều, đúng không? Tam giác SAB là tam giác đều. Rồi, bây giờ mình quay trở lại kiến thức cũ này. Tam giác đều thì có tất cả các đường trùng nhau. Trung tuyến, trung trực, đường cao, phân giác. Vậy tức là tâm nội tiếp và tâm ngoại tiếp cũng trùng nhau, và trùng vào điểm nào? Trùng vào điểm trọng tâm. Có đúng không? Có đúng trùng vào tất cả, trùng vào trọng tâm hết không? Vậy tất cả là trùng vào điểm gì? Điểm G. Thế bây giờ người ta hỏi là bán kính ngoại tiếp là bằng 2. Vậy đoạn nào sẽ bằng 2 trong cái hình vẽ này? Bán kính đường tròn ngoại tiếp. Chính xác là SG sẽ bằng 2. Và SG thì lại bằng 2/3 của S gì? SO. Thế các bạn có biết trong trường này bán kính nội tiếp là đoạn nào không? Bán kính nội tiếp OG. Bán kính nội là cái đường tròn sẽ tiếp xúc với ba cạnh, còn ngoại sẽ là đường tròn ở bên ngoài, đúng không? Vậy trong trường này SG bằng 2. Vậy nếu mà thầy có SG bằng 2 ấy, thì thầy sẽ suy ra được SO bằng bao nhiêu?
3 không? 3. Đây là chiều cao gì? Người ta hỏi gì? Thể tích, thiếu gì nữa? Thiếu bán kính gì? Cái đoạn này bằng 3. Góc này 60 độ. Có tính được bán kính không? Bán kính bằng gì? À, R sẽ bằng tan bằng gì? Đối trên kề. Vậy kề thì bằng đối trên tan, 3 trên tan 60 độ. Vâng, căn 3. Vậy đến đây em chốt thể tích nhá. Dễ quá rồi. 1/3 chiều cao nhân diện tích đáy. Và cùng kết quả bằng 3π. Ok không? Thì đấy là thiết diện qua trục đấy. Thiết diện qua trục. Hoàng thuộc bài chưa? Ừ. Bây giờ thầy sẽ nói về một cái bài toán. Đó là thiết diện song song với đáy. Hiểu biết à? Chúng ta có câu hỏi số 14. 10, 12, 14. Vừa nãy là 3, 5, 7, 9. Bây giờ là 10. 4. Em đọc câu 14 chưa? Cho hình nón có chiều cao bằng 8 và bán kính bằng 6. Cắt hình nón bởi mặt phẳng song song với mặt phẳng đáy và có đường sinh bằng 4cm, tính thể tích của khối nón đó. Thì đây nhá, thầy vẽ hình một tí, mọi người nghe phát biết luôn này. Cái bán kính này của em là bằng 6. Cái chiều cao này của em là bằng 8. Bây giờ em cắt cái hình nón bởi mặt phẳng song song với đáy. Em sẽ thu được một cái hình nón ở bên trên có đường sinh bằng 4. Và người ta yêu cầu em tính thể tích của khối bên trên. Thầy tính như này được không? Thầy dùng tỷ lệ. Tức là bây giờ thầy tính thể tích thằng to trước. Sau đó thầy tìm tỷ số. Sau đó nhân lên là xong gì? Em có đường sinh này rồi. Đây là đường sinh của thằng bên trên. Thế còn đường sinh của thằng to là bao nhiêu? Nhẩm nào. À, 8 với 6 là 64, 36 là 100. Vậy đường sinh của thằng này là 10. Vậy tỷ lệ của thể tích chính là tỷ lệ của 4/10 tất cả mũ 3. Đúng không? À, vậy bây giờ em tính thể tích của nón to nào. 1/3 chiều cao nhân diện tích đáy. Và kết quả là bằng 96π. Mặt khác thì em có V phẩy trên V ấy, thì nó lại bằng 4/10 tất cả mũ gì? Mũ 3. Và nó bằng 8/125. Đấy, làm như này là nhanh nhất. 2/5 đấy em. Mũ 3 thì nó 8/125 đấy. Như vậy đến em tính được V phẩy chưa? 8/125 em nhân thêm với 96π, em khoanh đáp án. Dễ không? Rồi, chính là 768π/125. Dễ quá nha. Dễ nhất trên thế giới này rồi. Trang hiểu vấn đề không em? Ừ. Tốt. Được chưa? Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang một cái bài liên quan đến thiết diện qua trục. Cho thầy xin bài 16. Thiết diện qua đỉnh. Thiết diện qua đỉnh 16. Rồi, bạn ơi, bài toán này nhá, thầy không vẽ hình nón đâu. Bạn phải biết được cái hình mà các bạn vừa học ấy, vừa viết ấy. Các bạn chỉ viết cái gì ra thôi, các bạn chỉ vẽ hình gì ra thôi. Đó là hình chóp thôi các bạn ơi. Đây chính là O, đây là A, đây là B.
Bạn đừng vẽ nón ra làm gì cho nó mất thời gian ra. Và bây giờ bạn điền vào đây thôi. Đây có phải chiều cao không? Đây là 2A, bán kính cũng là 2A. Thế còn AB người ta cho bạn là 2A căn 3. Và bây giờ bạn xác định khoảng cách. Kẻ được không? Kẻ được đúng không? Từ O kẻ vuông góc lên trung điểm. Nối lại. Kẻ lên. Đấy, đủ rồi. Thế thôi nhỉ. Thế bây giờ sao đây? Chiều cao có rồi này. Muốn tính được cái khoảng cách này thì phải tính thêm cạnh nào nữa? À, phải tính thêm cạnh OM. Thế OM có tính được không? OM dễ tính theo Vita. Được rồi, OM bằng gì nào? OM bằng căn của gì? OB bình trừ BM bình. Thay số đi em. Đây 4 này. Đây là 2A căn 3. Vậy thì cái cạnh này sẽ là A căn gì? A căn 3. Vậy 4 trừ mấy? 4 trừ 3 là còn? Còn 1. Vậy OM bằng A. Tam giác này lại là tam giác vuông. Vậy giờ sao? Sao nữa nhỉ? Pythagore á? Sao Pythagore? Phải dùng gì chứ? Hệ thức lượng 1 trên OH bình, 1 trên SO bình, cộng 1 trên OM bình. Thế thôi em, mọi sự nó quá là dễ rồi. Em quy đồng nhóm nhé các thứ đi. 5. Như vậy em có thể tính được khoảng cách của em chính là 2A trên căn 5. Em chốt xem đáp án gì. Đấy. Thế xong rồi như thế mọi người lại tiếp tục làm. Hết toàn bộ dạng 2. Làm luôn. Xong lại học tiếp. Luôn nhá. Không có đợi chờ gì cả. Luôn đi em. No. Ví dụ nhá. Hình nón nội tiếp và ngoại tiếp. Ví dụ như này đi. Thầy có một cái hình chóp tứ giác đều. Cho nó dễ. Thầy có mình chóp tứ giác đều. Bây giờ thầy muốn nói về cái hình nón ngoại tiếp cái hình chóp này. Thì các em có biết nó sẽ là như nào không? Hình nón ngoại tiếp. Thì cái hình nón đấy nó đơn giản, nó chỉ có cái đường tròn đáy. Sẽ là đường tròn ngoại tiếp của cái đáy của mình. Và đáy của mình rơi vào trạng thái là hình vuông. Vậy đường tròn ngoại tiếp của cái hình nón, nó sẽ là cái đường tròn mà nó sẽ đi qua các cái đỉnh như thế này. Thì đây nó được gọi là đường tròn ngoại tiếp. Vậy đáy là đường tròn ngoại tiếp thì hình nón sẽ là hình nón ngoại tiếp. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ biết được hình nón nội tiếp nó sẽ là cái gì. Đó là đáy của em nó sẽ là đường tròn nội tiếp. Ngoại tiếp tức là đi qua các đỉnh, còn nội tiếp tức là tiếp xúc với các cạnh. Vậy em chỉ cần lấy một cái đường tròn tiếp xúc với các cạnh thì em sẽ có hình nón nội tiếp. Và để hiểu đơn giản hơn ấy, thì chúng ta có đây là cái đáy. Nếu như mà nó rơi vào cái trạng thái đáy là một hình vuông thì đường tròn ngoại tiếp nó chính là đường tròn này. Và đường tròn ngoại tiếp này nó có bán kính chính là bằng một nửa đường gì? Đường chéo. Thế còn đường tròn nội tiếp nó chính là đường tròn này. Và đường tròn này nó có bán kính bằng một nửa cạnh.
Tương tự như vậy, ở trong tam giác đều chúng ta cũng có những cái đối tượng như vậy. Nếu mà chúng ta có một cái tam giác đều, thì trong tam giác đều nó lại rất là hay, là cái tâm nội và cái tâm ngoại nó lại trùng nhau, và nó trùng vào đúng vị trí của trọng gì? Trọng tâm. Vậy trong tam giác đều thì đây lại chính là bán kính ngoại, còn đây lại chính là bán kính gì? Bán kính nội. Được không? Đấy. Như vậy tùy vào đề bài người ta hỏi như nào, chúng ta trả lời cái điều đó ra. Và mọi thứ nó khá là đơn giản, nhẹ nhàng, không có gì khó cả. Thế thì thầy sẽ đưa cho các bạn một cái ví dụ thôi, còn lại mọi người sẽ suy nghĩ. Vấn đề của những cái bài toán này thực sự là nó không khó. Có một vài bài khó đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ, nó ở trong dạng số 4. Và dạng số 4 thì nó chả là cái dạng bài gì đâu. Nó là một số bài toán liên quan, không biết đưa nó vào đâu thì thầy đưa nó vào đó. Các bạn suy nghĩ, các bạn làm. Rồi, các bạn có câu hỏi số 18 này. Tứ diện đều có cạnh bằng A, hình nón có đỉnh là A và đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Ok không? Vậy bây giờ mình vẽ ra nhé. Vẽ ra. Hình nón có đỉnh là A và đáy là đường tròn ngoại tiếp. Vậy cái hình nón của mình sẽ là hình nón nó có đáy là cái đường tròn đi qua các cái điểm này. Như vậy cái hình nón của mình thì cái chiều cao của nó vẫn là thằng gì các em? OA, đúng không? Và để tính thể tích của nó mình chỉ cần quan tâm đến bán kính. Nhưng mà dễ rồi. Đây là tứ diện đều thì đáy của em nó là tam giác đều. Vậy là tam giác đều thì bán kính ngoại tiếp nó chính là đoạn nào trên cái hình này? À, nó chính là đoạn OB. Thêm cái cạnh này là A. Mình hoàn toàn có thể tính được chiều cao để tính thể tích, đúng không? Quá dễ. OB bằng bao nhiêu? Em có nhớ đường trung tuyến của tam giác đều không? Căn 3 trên 2 nhân cạnh. Thế còn OB nó sẽ là 2/3. Và để mà tính nhanh ấy, thì nó sẽ là căn 3 trên 3. Đấy, có một số những cái số liệu mà chúng ta làm ngay nay qua ngày khác. Vậy nốt Pythagore tính chiều cao gì? 1 trừ đi 3/9 là còn 6/9. 6/9 chính là căn 6 trên 3. Thế thôi, xong rồi. Có gì nữa để làm đâu, đúng không? Vậy thì cứ 1-2 phút một câu như này thì có vấn đề gì? V bằng 1/3 chiều cao nhân diện tích đáy bấm vào khoanh đáp án, hết. Pi căn 6/27 A mũ 3. Ok chưa? Đấy, dễ. Chẳng có gì. Thì đấy là nón nội và nón ngoại. Gì đâu?